Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hôm nay Việt Nam có 7.859 ca mắc COVID-19 trong ngày, thành phố Hồ Chí Minh có 5.997 bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 2 ca nhiễm nCoV qua xét nghiệm ngẫu nhiên ngoài đường. Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 tối ngày 26 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 5.174 ca mắc COVID-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 4.283 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 7.882 ca, có 2.006 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 26 tháng 7. Thông tin các ca mắc mới, tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày 26 tháng 7 có 5.174 ca mắc mới. Trong đó có 19 ca nhập cảnh và 5.155 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 4.283, Bình Dương 326, Đồng Nai 134, Đồng Tháp 116, Hà Nội 81, Cần Thơ 36, Đà Nẵng 34, Bình Thuận 25, Phú Yên 20, Bến Tre 18, Đắk Lắk 13, Trà Vinh 13, Vĩnh Phúc 10, Bình Định 8, Quảng Nam 8, Lâm Đồng 7, Ninh Thuận 7, Quảng Ngãi 4, Gia Lai 3, Bạc Liêu 2, Nghệ An 2, Tuyên Quang 1, Cà Mau 1, Hòa Bình 1, Đắk Nông 1, Huế 1, trong đó có 380 ca cộng đồng. Trong ngày 26 tháng 7 có 7.882 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 7.859 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 5.997, Bình Dương 733, Đồng Nai 259, Tiền Giang 201, Đồng Tháp 135, Hà Nội 81, Đà Nẵng 61, Vĩnh Long 49, Bình Thuận 48, Phú Yên 46, Cần Thơ 43, Bến Tre 37, Đắk Lắk 29, Bình Định 27, An Giang 25, Trà Vinh 13, Khánh Hòa 12, Vĩnh Phúc 10, Lâm Đồng 9, Quảng Nam 8, Hậu Giang 7, Ninh Thuận 7, Đắk Nông 6, Quảng Ngãi 4, Gia Lai 3, Bạc Liêu 2, Nghệ An 2, Hưng Yên 1, Tuyên Quang 1, Cà Mau 1, Hòa Bình 1, Huế 1, trong đó có 887 ca trong cộng đồng. Trong ngày 26 tháng 7 có 7.882 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 7.859 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 5.997, Bình Dương 733, Đồng Nai 259, Tiền Giang 201, Đồng Tháp 135, Hà Nội 81, Đà Nẵng 61, Vĩnh Long 49, Bình Thuận 48, Phú Yên 46, Cần Thơ 43, Bến Tre 37, Đắk Lắk 29, Bình Định 27, An Giang 25, Trà Vinh 13, Khánh Hòa 12, Vĩnh Phúc 10, Lâm Đồng 9, Quảng Nam 8, Hậu Giang 7, Ninh Thuận 7, Đắk Nông 6, Quảng Ngãi 4, Gia Lai 3, Bạc Liêu 2, Nghệ An 2, Hưng Yên 1, Tuyên Quang 1, Cà Mau 1, Hòa Bình 1, Huế 1, trong đó có 887 ca cộng đồng. Tính đến chiều 26 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 106.347 ca mắc, trong đó có 2.201 ca nhập cảnh và 104.146 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 24 tháng 7 đến nay là 102.576 ca, trong đó có 18.570 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 7 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Hiện 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.006 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 21.344 ca. Số ca bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 126 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ICMO 15 ca. Việt Nam đã thực hiện tiêm được 4.613.491 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.222.628 liều, tiêm mũi 2 là 389.863 liều. Ngày 26 tháng 7, Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ,
Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chính quyền xã Bình Hưng, xã Phong Phú, Bình Chánh tổ chức kiểm soát lưu động người ra đường theo chỉ thị 16 tại tuyến quốc lộ 50. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 2 ca dương tính với nCoV sau khi xét nghiệm nhanh 48 trường hợp. Ngay sau đó, người nghi mắc COVID-19 được đưa đi cách ly và điều tra dịch tễ. Tính đến 10 giờ, tổ công tác cũng kiểm tra tổng 280 người điều khiển phương tiện, lập biên bản 11 người lỗi ra đường không có lý do chính đáng. Từ 31 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 56 ngày giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ khác nhau. Sau 15 ngày thực hiện chỉ thị 16, số ca mắc COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh vượt 50.000. Thành phố tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 và tăng cường một số biện pháp đến ngày 1 tháng 8. Trong một tuần then chốt tiếp theo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân đảm bảo nghiêm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, hai nhiệm vụ chính hiện nay là giảm số ca F0 và nâng cao năng lực điều trị, giảm thiểu tử vong. Tính từ 27 tháng 4 đến sáng 26 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 62.139 ca mắc COVID-19. Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng. Với 479 đại biểu tham gia biểu quyết, đồng tình thông qua nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng, đạt 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội chiều 26 tháng 7. Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng nay. Phát biểu nhậm chức sau khi tuyên thệ trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ với nhân dân những khó khăn vất vả cả về tinh thần và vật chất khi phải tiến hành phong tỏa, cách ly. Với tư tưởng chỉ đạo chống dịch như chống giặc và vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn của nhân dân, nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng là tập trung trí tuệ, nguồn lực, các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là chiến lược vaccine. Ông cũng đề cập đến việc xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đây là lần thứ hai Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến nội dung này trong phát biểu nhậm chức. Lần đầu tại kỳ họp Quốc hội cách đây gần 4 tháng trước, Thủ tướng khẳng định Chính phủ khóa mới chủ động phát hiện, tháo gỡ theo thẩm quyền những rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách làm trì trệ các hoạt động của nền kinh tế, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh hợp tác công tư, sử dụng nguồn lực nhà nước dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực ngoài nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. Tuyệt đối không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Thủ tướng khẳng định. Ông nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh con người. Chính phủ và cá nhân tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà hiến pháp, pháp luật quy định, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, Thủ tướng nói. Gần 4 tháng trước, khi đang làm trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính được Quốc hội khóa 14 bầu giữ chức Thủ tướng, thay ông Nguyễn Xuân Phúc đã được bầu làm Chủ tịch nước. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao thời điểm đó là để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội Đảng 13. Còn lần này, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 bầu hoặc phê chuẩn chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước theo quy định về tổ chức bộ máy, Chủ tịch nước, Chính phủ, Chánh Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đều theo nhiệm kỳ của Quốc hội 5 năm, nên khi bắt đầu một nhiệm kỳ mới, các đại biểu sẽ bầu hoặc phê chuẩn chức danh lãnh đạo của các cơ quan này. Ông Phạm Minh Chính, 63 tuổi, phó giáo sư, tiến sĩ luật, kỹ sư xây dựng, quê ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, ông theo Đại học Xây dựng Bucharest, Romania, khoa Xây dựng Dân dụng Công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép. Trở về nước, ông làm cán bộ tình báo phòng 6, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sau đó tiếp tục được đào tạo nghiệp vụ ngoại giao tại Đại học Ngoại giao, nay là Học viện Ngoại giao, đào tạo nghiệp vụ tại Trường Tình báo, nay là Học viện Quốc tế, Bộ Công an. Sau nhiều năm làm cán bộ tình báo, giai đoạn 1991 đến 1994, ông chính là cán bộ ngoại giao bí thư thứ 3, rồi bí thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Romania. Ông tiếp tục gắn bó với sự nghiệp tình báo sau khi về nước, lần lượt trải qua các vị trí cán bộ tình báo, phó trưởng phòng Cục Tình báo châu Âu, cán bộ tổ thư ký lãnh đạo Bộ Công an, phó cục trưởng, quyền cục trưởng, rồi cục trưởng Cục Tình báo Kinh tế, Khoa học Công nghệ và Môi trường,
Phó Tổng cục trưởng Tình báo. Tháng 12 năm 2009 đến tháng 8 năm 2010, ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an. Tháng 8 năm 2010, ông giữ chức Thứ trưởng Công an, sau đó được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh từ tháng 8 năm 2011. Tháng 4 năm 2015, Bộ Chính trị điều động ông Chính về Hà Nội, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi được bầu vào Bộ Chính trị tháng 1 năm 2016, ông tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội 13, ông tái đắc cử Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4 năm 2021, Quốc hội bầu ông giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021. Theo như Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói, đợt dịch bệnh lần này sẽ có chiều hướng khó khăn hơn các đợt dịch lần trước. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta hãy nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chương trình.